Đây là hồ của bác Dung ở Hà Nội. Đấy. Thì sau khi em đã lau dầu xong cái đồng hồ của bác con SK đấy, thì em sẽ lắp vào đấy, mà cái đồng hồ của bác này khá là bẩn bẩn rất nhiều ấy. Đó thì em sẽ chấm dầu luôn trong quá trình lắp vào đấy, và cái này chấm dầu này không được chấm nhiều đâu, chấm vừa đủ thôi. Khi em thấy cái máy này của bác ấy không biết bác sửa ở đâu mà chấm nhiều lắm, chấm nhiều không phải là tốt đâu, chỉ vừa đủ thôi. Đó. Lâu lắm mới làm được con đồng hồ dễ làm, toàn gặp con đồng hồ xương khó làm thôi các bạn ạ. Đó. Đó. Các bác thấy những cái video mà trên mạng lau dầu ấy là họ làm rất ngay ngắn nắp đúng không, gọn gàng đúng không. Đây em làm như sao rồi em quay như thế, không có sắp xếp gì cả, mà quan trọng là mình làm sạch sẽ cho người ta. Đó. À, thế tạm thời em cứ lắp chiếc kia bánh ấy vào nhé, cái bánh cối vào. Đó, bánh cối mình lắp luôn vào. Đấy, cối. Đó. Cối này các bạn, các con nhiều bác tháo ra bị rơi, rơi mất. Nên mình sẽ lưu ý mình đỡ cái tay ở dưới nhé. Cái tay ở dưới mình mục đích mình đỡ đấy. Để nó không bị rơi đấy. Đó, ok. Đó. Xong rồi bây giờ đến được cái mảng chắn. Đây cái mảng chắn của nó này. Thì em sẽ tra dầu luôn. Cái mảng chắn đây. Đó. Sau lắp cái mảnh chắn này vào. Khi lắp cái mảnh chắn này mình khéo tay một tí tí để mình gỡ gảy cái zip code này ra. Đó, đẩy phải đẩy cái zip code này ra thì mới được nhá. Đó, tay ở đây. Đó, mình sẽ kiểm tra các bánh răng. Ok. Đó, dầu SK là dễ nhất của đất rồi đây các bác ạ. Của đất. Rồi, giờ lắp tiếp bao đâu. Khi các bác lắp này các bác đừng có vội vội ấy vội nhất này, các bác cầm này, các bác xoay này, khi nào mà thấy nó quay các bánh răng ấy thì mới được nhá. Đây này, nó nhẹ 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 thôi, nó thật nhẹ tay thì là ok. Đó, tức là cái bánh răng nó ăn khớp vào nhau rồi. Đó, bây giờ em sẽ lắp đến con ngựa, à xin lỗi, đến cái bánh trên hộp cót. Lắp cái bánh này vào thì chúng ta chú ý một tí, cái này không phải hành tròn đâu mà nó là gần tròn thôi. Đó. Và nó có một con ốc to nhất ở trên đấy. Dầu đồng hồ SK là dễ làm nhất, ngon ăn nhất rồi đấy. Trong các đồng hồ cơ. Đó, các bạn thấy. Đấy là vì zip zip kêu zip zip mà không không có nó bon, nó phải bon. Đấy, các bác thấy nó kêu bon bon này. Đấy là ok. Là lau dầu hiệu quả. Đấy, các bác nghe nó kêu nó bon. Em chỉ nghe nghe qua qua tai thôi thì em biết là cái máy này em lau dầu là đạt hiệu quả. Nó kêu bon là được. Nó không có kêu xạo xạo mà nó kêu kêu zip.
trơn tru đấy. Đó. Rồi. Nhớt kia. Cái này em sẽ còn xử lý cái nước của nó. Đây các bác thấy nó vẫn đang dính nước này. Đó. 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 Mình sẽ đi có một tí. Một tí thôi. Mình sẽ kiểm tra con ngựa này xem có đá. À ok chưa? Con ngựa đá là mình lắp chuẩn nhé. Đó, con ngựa nó đá rồi là mình đã lắp chuẩn rồi. Còn con ngựa không đá là chúng ta phải xem lại nhá. Phải xem lại ngay. Là các bước trước mình làm ổn chưa? Đó. Và đặc biệt là khi mình lắp siết con ốc này vào, mình đừng có siết ngay vội, mà mình mới bắt tạm thôi, bắt tạm con ốc này thôi. Đó, và mình sẽ thử lại ngựa một tí nữa, một phát nữa cho nó an toàn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình siết ốc nhé. Đó, và mình chấm dầu luôn. Chấm dầu luôn. Đó. Ok, xong em sẽ xử lý tiếp đến cái cụm tóc này cho bác ấy. Cụm tóc này thì sẽ chấm dầu luôn phần trên cho nó. Chấm dầu ở đây thì phải cảnh giác cẩn thận, nhưng mà chấm mà nó dính vào tóc ấy là sẽ gây ra hiện tượng rối tóc. Đó. Rồi. Bây giờ em uốn em chỉnh lại một tí cho bác ấy. Đó, chỉnh cái tóc nó đẹp một chút. Rồi ok. Rất ngon lành nhỏ. Ngon lành cành đào rồi. Rồi em sẽ bắt tạm con một con ốc vào đã. Cho nó cố định nhá. Đừng có siết vội nhá các bác nhá. Bác sẽ siết vào vội là các bác toi đấy. Giờ thì lên cót đã. Đó, cho nó căng. Vừa nãy em lên cót một tí thôi. Đó, và em sẽ lên cót. Em bắt đầu siết ốc này. Đó. Đó, thì siết ốc cố định thì các bác thấy là nó chặt luôn. Khi nó chặt thì cái máy nó sẽ chạy yên tâm luôn, đúng không? Đó, bây giờ em nên cót căng một tí nhá. Vòng thứ hai rồi, ok, đã có cót rồi. Đấy, và em sẽ tra dầu mỡ luôn vào cái tự động nhá. Đó, mình sẽ tra vào tự động này phải thay nha ba các bác nha. Tự động này là cái rất quan trọng, nếu mà không ổn là phải thay ngay. Em đã thay rồi, em đã bỏ ra luôn rồi đấy cho bác Dung rồi nhá, bác Dung nhá. À, thay luôn rồi đấy, thay từ trước rồi, bây giờ chỉ lắp vào thôi. Đấy, bây giờ em sẽ lắp cái tự động này vào. Đó. Rồi bây giờ em sẽ gậy cái càng bên này nhé, càng cua nhé. Đấy, bây giờ nếu mà không thì mình sẽ phải dùng cái kim các bác nhé, cái kim mình gậy khéo lên. Đó, nếu mà mình không đó. Đó, đó là em sẽ lắp vào. Đó, bây giờ em sẽ vặn xem. Ok. Bây giờ em sẽ vặn ốc vào. Hàng này nó nhà.
Đó, bây giờ mình sẽ xiết ốc này. Đó. Xong rồi mình sẽ xiết ốc vào các bác. Đó, và bây giờ em sẽ quay thử ok nhé. Đó. Đây sẽ lắp tự động vào. Mình bắt đầu xiết ốc vào, chặt ốc vào các bác nhé, vừa phải thôi, vừa đủ thôi, đừng có xiết quá tay làm đứt chân ốc, nhiều khách làm đứt chân ốc đấy. Đó. Đó, rồi em sẽ kiểm tra luôn cái tự động này khi em đã thay cho bác ấy rồi, xem ok chưa. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ theo dõi trong vòng một ngày xem chạy ổn định không. Đó. Đó các bác. Dương đồng lúc này con.